và được giới thiệu trận đấu hàng cân 863 giữa vận động viên Nguyễn Thế Cường và Nguyễn Phúc Cốc Hà Nội và vận động viên Vũ Văn Cường và Lộc Linh Thanh trong ra chiến hàng đang đứng nhất. Xin mời trọng tài Phạm Công Vũ đại diện trận đấu
Hiệp 2 bắt đầu. Thank you.